Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục trở lại với chương trình ngày hôm nay, kênh là Thiên Long Bát Bộ phụ kiện âm thanh Kim Ngưu. Xin giới thiệu với các bác là mic Suze UGX20. Hàng này thì số lượng có là phải tính theo đơn vị, gọi là gì nhỉ? Xe tải, xe bán tải thôi cho nhẹ nhẹ. Chứ xe tải loại to quá. Đơn vị tính theo gọi là đơn vị xe bán tải. Tức là có rất là nhiều thùng, mỗi chuyến là vài thùng một. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác là một bộ gọi là giới thiệu demo thôi, chứ cũng chả có test gì. Bây giờ chuẩn bị phải đi giao hàng rồi nên tranh thủ giới thiệu demo cho các bác. Bộ mic của chúng ta nó có một đầu thu này, hai tay mic này, cục nguồn này, pin sạc này, đấy, rồi chống nan mic, dây cắm súng âm ni này, đấy. Rồi đây bên này có thêm cả dâu anten nữa này, đấy. Thì đây là cái bộ mic của chúng ta trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Này các bác xem này, bộ mic này làm thiết kế rất hiện đại. Nó có luôn cả cái tai để bắt vào tủ máy cho các bác dùng, rất là yên tâm luôn. Đó, bây giờ em sẽ dỡ ra cho các bác xem nhé. Đây rồi, sau là mở ra đây các bác này. Thì đây là cái tai mic này các bác nhìn nhá. Đây là tai mic này thiết kế rất là sang trọng lịch sự này. Trông có một cái chất gì đó nó hơi bị đẳng cấp ở đây này. Đấy, UGX20 nhé. Rồi ok, đây là cái mặt form của sản phẩm. Mặt form thì có logo này. Đấy, cái mác này. Quay cẩn thận cho các bác xem. Model sản phẩm UGX20 25A. Đấy, có nút nguồn, nút đắt và các kiểu này. Trên nóc là tem để chứng minh nguồn gốc xuất xứ này. Đấy. Và bên này thì là có các chức năng của nó là tiết kiệm pin, không bị sóng, hạn chế sóng. Tiết kiệm pin này, hạn chế sóng này, thời gian tự ngắt này, công tắc bật chế độ này, đấy, chuyển chế độ. Và đây là auto magic mute, tức là tắt tiếng tự động, các bác đặt xuống 3 giây tự động ngắt. Đấy, rồi ok. Đây em quay sang mặt sau của sản phẩm các bác nha. Mặt sau của sản phẩm thì có tem bảo hành, một tem bảo hành QC Pack. QC Pack, những cái mic mà không phải là hàng hiệu thì nó sẽ không có tem QC Pack này, nhưng cái nào hàng hiệu nó sẽ có. Đằng sau chúng ta có núm CVT để điều khiển tần số sóng, mức độ giới hạn sóng sử dụng trong phòng. Tiếp theo nữa chúng ta có các cổng cắm anten, cổng mic, cổng ra vào và cổng nguồn. Đấy, rồi ok. Đây tay mic sẽ mở ra cho các bác xem này. Ở đây là về cái phần tay mic các bác nhá. Tay mic đây em mở ra sẵn rồi, các bác nhìn nhôm trong nó rất là dày. Này. Rất là dày dặn đấy nhá. Đấy, rồi bây giờ tay mic này. Đấy, nó chói này, sao các bác nhìn cái này. Các bác nào nó gọi là dân chơi nhìn phát biết luôn mic này là sử dụng như thế nào nhỉ. Đây cho các bác xem nha. Đấy các bác thấy không? Thấy rõ không ạ? Đấy, rất là rõ, sắc nét chi tiết nhá. Đấy, cảm biến tự ngắt là con này. Đấy. Rồi ok. Đây nhôm của nó rất là dày này. Nhôm của nó rất là dày, không có điều như các loại mức rẻ tiền kia. Nhôm của nó rất là dày. Nhìn cái tem của nó thấy xịn. Đấy, tem 7 màu. USA California. Đấy, mức xịn thì là nó có thêm cái cổng ở đuôi này để cắm dây sạc vào, hỗ trợ cho pin sạc. Các bác cắm dây sạc vào cái là nó cũng sạc cho luôn. Đấy, thì thường đời nó hỗ trợ, đời thì không, đời có. Rồi ok. Đấy, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé, số điện thoại dưới phần mô tả. Hiện tại giá của bộ mic này em đang bán rẻ vào, rất là rẻ, bây giờ đang rẻ thôi, bây giờ đang rẻ nhé. Còn sau này nó đắt thì kệ các bác nhé, các bác mua đâu được thì mua. Cái này cũng là video quảng cáo luôn. Mic này hiện tại đang khá là rẻ, có vào 2 triệu 3 thôi. 2 triệu 3 bán lẻ. Đấy, có 2 triệu 3 thôi. Các bác quan tâm liên hệ trực tiếp nhé, hẹn các bác video sau vậy, nói giờ nhiều quá.